Hello anh em, đây là mình đây. Chào anh em đến vlog tiếp theo của mình. Thì như mấy vlog trước thì mình có nói về việc nghe mê một con cá coi. Bây giờ mình đang lấy nước ở trong hồ chính ra nè. Mình lấy cái nước hồ chính này làm sao cho nó vừa đủ ngập con cá mà mình muốn nghe mê anh em. Đó, cái để vậy nha. Xíu xíu rồi nó lại cái mình canh mất là mình bắt cá mình thả luôn. Thì nhiều khi mình còn phải gây mê cá đó anh em. Để chủ yếu mình chữa bệnh nè. Mình sẽ thoát lại cá cho nó đẹp. Có một ông bạn của mình thì ổng có một cá gửi cho mình là cá này nè. Nó tên cho này nè. Đó, cái hai chi của nó là cái màu đỏ đỏ trên đầu anh em. Nó không có được đều quá. Anh ấy nhờ mình chữa lại cho ông cá cho nó tròn, nó đẹp xinh tí. Thường á mình ít khi nào thường á thì mình ít khi nào mình nhận những việc như vậy lắm anh em. Thì nó cũng nó nguy hiểm rồi, nó cũng không phải nguy hiểm đâu, mà do là nó cũng tiềm ẩn một số cái rủi ro, cho nên là ít khi nào mình nhận lắm. Dạ anh em thân quá thì nhờ cái điều kiện mà để mình làm game mê cá anh em thì quan trọng là có cá thật khỏe nha anh em. Còn làm sao để cho cá nó khỏe thì mình sẽ để một cái linh ở đây. Để cái linh ở đây nè. Đó, đó là những cách để mình phòng bệnh cho cá. Để con cá được cái khỏe. Để phòng khi mình muốn làm cái gì á, mình làm. Là nó đỡ bệnh nên nè. Ok, nước nó cũng đầy á. Để mình bắt con cá này ra. Nè, con này nè. Đó, dùm lại cho anh em coi đó. Thấy chưa? Đó. Rồi để mình bắt cá mình dùng một cái vợt nha anh em. Mình dùng cái vợt to một tí. Nè, cái vợt này. Để chú ý con cá nó không bị chấn thương á. Đó, rồi mình cứ nhẹ nhẹ mình bắt nó vô thôi. Lúc mà đưa nó ra anh em sử dụng cái băng ni lông. Sử dụng cái băng ni lông bắt cá ra là an toàn nhất. Đó, mình dùng cái này. Đó, kéo lại tí. Ok, rồi để mình lấy cái băng ni lông mình bắt nó ra. Bắt nó ra rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành game này cho các bạn coi. Để mình con cá trước thì có thuốc hai ngang. Nó có một cái hai chi body con này tốt, nhưng mà bị cái hai chi của con cá nó không đều quá. Cho nên là sẽ tỉa lại cho nó tròn. Rồi, đồ nghề mình cần. Thứ nhất là một lọ thuốc mê. Lọ thuốc mê này trên thị trường nó bán khoảng 100-120 ngàn một lọ. Thứ hai là một chai khử trùng. Cái chai này anh em muốn ngoài thiện tây có nha. Cái này nó khoảng 5 ngàn. Thứ ba là tăm bông nè, để thấm mấy thuốc khử trùng nè. Một cái lưỡi dao lam mới, bén. Ok. Rồi, kìm, nhíp. Đó, những cái mình cần như nó thôi. Để mình đánh thuốc mê cá, đầu tiên mình lấy một cái lọ không. Cái lọ không có gì hết. Cái lọ lấy lọ nào cũng được nha anh em, không biết cái này mình sử dụng lại thôi. Lấy một cái lọ không. Lấy một ít nước trong này. Đó, xíu thôi. Ok, và mình mở chai nước này ra, chai nước này ra. Mình có làm để mình làm hai tay cái đợt tiếp nha. Mở nè. Rồi mình canh cái lượng nước cá trong lượng nước của trong cái tăng này bao nhiêu cái mình canh cái lượng thuốc mê cho đủ. Trong cái hồ này khoảng 25 lít nước anh em. 25 đến 30 lít. Thì mình sẽ sử dụng 8 giờ. Cái chân này 8 giờ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, hai xíu đi. 9 giọt, 10 giọt luôn nè. Đâm lên nha. Đâm lại. Ok. Rồi, mình đóng cái nắp của cái lọ này lại. Mình lắc đều lên. Lắc đều lên. Lắc thì cho nước nó tan. Đó, tan rồi đó. Là mình sẽ thả xuống nước thuốc này xuống cái tăng này. Thấy nó đục đục anh nè. Rồi để khoảng 5 phút á là con cá nó cũng sao rồi nó mê. Rồi trong thời gian mà con cá nó mê man rồi đó, mình sẽ có khoảng 15 phút để mình tiến hành thủ thuật. Quá thời gian nó hơi nguy hiểm nha nè.
chừng nữa thôi. À, trong cái lúc mà mình nghe me vậy á, cứ sửa oxy trong cái tăng này, mình dùng cái máy sửa, mình sửa oxy liên tục trong cái tăng này, hoặc là lấy tay mình quạt quạt này cho nó có oxy, nó mới bỏ cái chừng hơi me đó. Đó anh em, đó anh em thấy chưa, cái đó là nó hơi mê man rồi nè, nó ngã ngang rồi, vậy là nó mê man rồi nè. Có khoảng xíu nữa là được, chút tí nữa là nó nằm yên, cái nào mình dễ làm hơn. Mê nè anh em, mê nằm yên mình đó. Rồi bây giờ bước tiếp theo là anh em xem là tình hình nè, cái hai chi nó như thế này, rồi mình sẽ đưa ra cái hướng để mình tỉa. Để sao cho tròn là được. Bớt cái này một xíu, bớt cái viền này một tí, mũi này cắt lên một chút. Đó, này mới lên trước, đi cho bay cái chấm này luôn. Rồi ok anh em, để mình tỉa xong rồi mình quay tiếp cho anh em xem nha. Chứ giờ YouTube nó mấy cái vụ này nó cũng không có cho mình quay. Ok, cái phần này phần mở đó anh em, cho nên là mở cá phía trên đây mình tỉa cũng dễ lắm, không có vấn đề gì đâu. Tỉa xong rồi anh em sát trùng lại vết thương bằng cái bovilin á là được. Ok, mình làm đây. Rồi ok anh em, mình mê rồi, mình tỉa tót lại cho nó tròn tròn lại nè. Đây em thấy vết thương không đó. Bây giờ mình cho nó vô hồ chính rồi mình cho cái bông tay liền nha anh em, chứ đỡ nó một xíu cho nó hồi hồi lại, nó tan chút mê trong đang bị ức chế thần kinh nó ra. Thả nó ra, bây giờ cá đẹp nè, quay rõ hơn cho anh em xem nhà chị của nó nè. Thôi kỳ tiện sao sao mới hai chi lúc đầu á thì nó tròn hơn, cái vết đỏ trên về cái thời dòng máu của nó ra. Việc đánh thuốc mê này anh em thì những lúc nào mà cần kiếp mình mới làm ha anh em, tại vì nó cũng tiềm ẩn một số rủi ro đó, cho nên là những lúc nào mình cần, thực sự cần á mình mới đánh thuốc mê cá. Rồi ok, mình đã hướng dẫn cho sơ cho anh em về cái việc đánh thuốc mê cho cá rồi đó. Nói chung là cũng rất là đơn giản, không có gì khó khăn hết. Để lần sau mình tìm được cái gì hay ho về cá coi á, mình lại tiếp tục chia sẻ với anh em. Ok anh em, tạm biệt anh em. Bye bye.